Xin kính chào các bạn, quý vị. Chúng ta quay lại với chuyên mục Bạn hỏi và trả lời. Và hôm nay thì trước khi bắt đầu chương trình, mình sẽ dành một câu hỏi cho các bạn trước, và bạn nào trả lời hay nhất thì sẽ có cơ hội nhận phần quà của mình. Ngón tay mà lấy ngoái mũi, lỗ mũi sướng hơn hay là ngón tay sướng hơn? Làm sao thuyết phục được mình, đó là chứng minh cho thấy rằng mặc dù ngón tay không sướng nhưng mà vẫn thích móc. Bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Anh có thể cho em biết mẫu người đàn ông anh yêu thích được không? Anh chọn tiêu chí nào? Khoai to 15cm hay 30 phút? Anh dùng dầu ăn hiệu gì? Xin cảm ơn. Đầu tiên thì mình tuyển thêm một số nhân viên nam mới, thì mẫu mà mình yêu thích ở đây đó là phải 30 phút. Tức nghĩa là cái thời gian để hoàn thành một cái video là ít nhất phải 30 phút, thì như vậy là chứng tỏ là bạn đã làm khá nhanh. Còn cái việc mà 15cm hay khoai to nó không ảnh hưởng gì đến quá trình chọn người. Và mình nghĩ là nếu sau này mình cũng muốn tuyển cu li thì chắc mình sẽ cần đến tiêu chí đấy. Mình hiện nay, nhà mình dùng dầu ăn gì? Hiện nay nhà mình đang dùng dầu ăn Sunlight. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Đăng Quỳnh. Anh ghép intro và outro video bằng phần mềm nào? Thì thật ra có rất nhiều phần mềm. Hiện nay mình đang sử dụng là Adobe Premiere. Tuy nhiên các bạn có thể sử dụng như là Sony Vivat Pro. Nói chung những phần Vegas. Câu hỏi tiếp theo là anh cho em biết ngoài lề cháo thỏ là gì vậy? Em nghe anh nói nhiều người đồn em gái kết nghĩa của anh có đúng vậy không? Cháo thỏ có thể là do vùng miền các bạn chưa ăn, nhưng món này khá ngon. Nhiều protein, nhiều chất béo, đặc biệt là hết sức có lợi cho phụ nữ đang có thai và trẻ em đang cho con bú. Anh và chị cháu thỏ yêu nhau bao lâu, gần nhau trong hoàn cảnh như thế nào, và tại sao gọi cháu thỏ mà không phải cái tên khác, chị có phản ứng gì khi anh gọi như vậy? Phản ứng rồi. Anh và chị cháu thỏ yêu nhau được hơn 3 năm rồi, và gặp nhau trong hoàn cảnh đó là vào một ngày mưa gió. Chị Thảo thì đang bị một đám ức hiếp, thế là anh ra cứu chị Thảo. Anh dùng gọi là Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga. Anh đánh mấy thằng kia và xông ra cứu chị Thảo. Thế là chị Thảo về tay của anh. Và tại sao gọi là cháo thỏ không phải cái tên khác, vì cái tên này thực ra là được recommend bởi bạn Điệp Liên Tú làm trong nhóm anh. Thì bạn này cũng có một người yêu tên là Thảo và gọi người yêu là cháo thỏ. Sau đó thì thằng này bị người yêu bỏ luôn. Thì bây giờ anh đang thử. Dạo này anh hay test phá máy vậy, thì sau đó máy đi về đâu? Thì máy này của anh thì toàn là được mượn. Và thường là sau khi máy nó test xong thì về chỗ người ta thôi, chứ anh không được giữ máy luôn nhá. Chắc là bây giờ muốn làm review trước tiên phải làm gì để có thể lên hình đỡ luôn? Muốn làm review đầu tiên em phải đi tìm mua cho em một loại thuốc, đó là thuốc chống nhục. Sau khi mà em phải chống nhục thành công thì em có thể làm review lên hình không bao giờ run nữa. Nhà anh cung cấp thuốc đấy, nếu cần mua inbox anh bán với số lượng lớn. Chức năng All the Way On của Nokia 1202 đã cách đây 10 năm mà bây giờ LG và Samsung bị hai sản phẩm hãng, anh nghĩ sao? Anh thì cho rằng chức năng này đầu tiên có trên một số mẫu người ta gọi là đồng hồ đấy em ạ. Các bạn nhìn xem đồng hồ treo tường hay là đồng hồ đeo tay các bạn, nó có tính năng All the Way On, lúc nào mở ra nhìn thấy đồng hồ là hiển thị mấy giờ đúng không? Đây là điều tất yếu thôi, người ta hết trò là người ta sẽ tìm lại những cái cũ trước đây. Anh có thể chia sẻ làm nào sạc pin và sử dụng đúng cách cho smartphone được không? Thì đơn giản là hết pin thì sạc, và dùng những khi hết pin thì sạc. Thực ra thì các bạn không cần phải đắn đo nhiều quá, vì điện thoại bây giờ qua cái thời kỳ ngày xưa rồi. Chúng ta đâu phải dùng pin con thỏ để sử dụng điện thoại đâu. Các bạn cứ dùng đến khoảng 20% thì các bạn lại sạc pin một lần. Các bạn không cần phải lo lắng về việc sạc qua đêm hay là sạc nhồi gì hết, cứ sử dụng bình thường cho mình. Nếu muốn làm review cần làm gì để thu hút sự quan tâm, chú ý và gây ấn tượng đến kênh của mình, chờ dịp mãi để hỏi anh? Có hai option cho em, thì em có nhìn thấy rất nhiều gương mặt. Option đầu tiên là dễ nổi tiếng nhất và nhanh phát triển nhất, thì chúng ta có một số lựa chọn như là bà Tưng, Kenny Sang, như là thằng gì bán nổi nhỉ? Thì em có thể làm những cái trò lố lăng để làm sao em nổi tiếng thật nhanh, nhiều người biết đến. Tuy nhiên những cái này thì chìm rất nhanh. Thứ hai là để thu hút sự chú ý là em phải tạo nên sự khác biệt, như là từ phong cách review hoặc là làm những cái trò như là em có thể đầu tư hàng trăm hàng nghìn tỷ đồng mua máy về đập phá vỡ làm sao thật nhiều. Đảm bảo anh thề với em, chỉ làm một kênh YouTube chuyên đập phá điện thoại của người Việt Nam, em sẽ phát triển rất nhanh. Phải tạo sự khác biệt, cấp được nhiều nội dung, càng hay càng tốt. Có nên mua iPhone SE không hả anh? Màn hình 4 inch bây giờ có bị coi là lỗi thời? Mình cho rằng kích thước màn hình không bao giờ được xem là lỗi thời, vì nó là một cái mà phụ thuộc vào tay của mỗi người. Bây giờ cũng có người tay to mà tay nhỏ. Thì các bạn đã biết SE viết tắt là gì đúng không ạ? Tức nghĩa là Small Edition, là dành cho những người tay nhỏ. Đúng rồi đấy. Ví dụ như tay của bạn đang cầm mic ở đây thì chắc chắn là dùng iPhone SE là rất là hợp, nhưng tay mình là chịu không dùng được. Anh cho em hỏi ngoài anh ra có chị nào, có ai mời chị Thảo đi uống trà sữa chưa? Anh cho em hỏi anh uống trà sữa chị nào ngoài chị Thảo chưa? Thì chị Thảo vừa mới nhờ anh mua trà sữa ông nọ xong. Thì mỗi lần chị Thảo thèm trà sữa là anh sẽ mua phục vụ đến tận răng luôn, để tránh là hợp chị sẽ đi uống trà sữa bên ngoài. Và ngoài ra anh đã từng đi uống trà sữa một số chị rồi. Chị họ. Cho nên hết câu cấu cái gì cấu. Anh có hay tập gym không? Sau này về già anh tính làm gì? Đây là kênh tập gym. Và bây giờ anh nghĩ sau này về già anh thì tìm mọi cách để cho nó cảm thấy được sự thống khổ của anh khi mà ngày xưa hơi tí là bị sai. Ví dụ như thế này, anh kể một tình huống này nhá. Có cốc nước để trước cửa này đúng không? Nếu anh là người đi vào đá phải cốc nước, anh sẽ chửi là thằng kia mày bị mù sao mà không thấy cốc nước để đấy mà đá phải. Trong trường hợp ngược lại, anh để cốc nước ở cửa, anh đá phải, anh sẽ bảo là mày không còn chỗ nào để cốc nước, ngu thế mà để chỗ này cho người ta đá phải đấy. Thì sau này anh về già nhé, anh đảm bảo với em, con cháu anh sẽ hiểu được nỗi đau đấy của anh. Anh đã nghĩ ra rồi.
bạn hỏi và trả lời. Còn rất nhiều câu hỏi hay khác thì mình sẽ lưu lại và tuần sau chúng ta sẽ có thêm những series này. Và các bạn có thích không thì mời comment, chia sẻ, bình chọn bên dưới. À quên, hiện tại thì Viettablet sẽ có cái chương trình tặng miễn phí một chiếc Xiaomi Mi 4. Mình sẽ cho link bên dưới, những bạn nào quan tâm thì có thể truy cập vào để tham gia. Và đừng quên trả lời câu hỏi đầu tiên của chương trình. Hẹn lại anh em trong các video lần sau. Quay sang này, cháu Thỏ đang quay clip này.